Ok các bạn ơi, sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình. Đó, thì nó mới gửi về một mã OTP cho mình vô tin nhắn Sacombank ha. Mình mở lên. Đây, lấy mã sao số này mình nhập vô nha các bạn. Rồi, sau khi nhập sao số thì nó sẽ báo cho mình là đó, mình đã xác minh trực tuyến thành công nha các bạn. Thì đây là cách xác minh trực tuyến không cần thẻ ATM nha bạn. Đối với những bạn mà không có thẻ ATM Sacombank, mình cũng có thể cài app Sacombank mà mình xác minh trực tuyến. Ok, mến chào quý vị các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video là mình sẽ cài đặt app Sacombank Pay nha các bạn. Không cần liên kết thẻ Sacombank nha, mà vẫn có thể thực hiện thanh toán hóa đơn được ha, nạp tiền thoại được ha. Đây, trước tiên các bạn truy cập vào cửa hàng CH Play ha. Còn trên này là tên hệ điều hành Android nha các bạn. Còn tên iOS thì các bạn truy cập vào App Store giúp ha. Rồi chữ Sacombank Pay này, đó thì nó ra. Thì các bạn cài đặt nó giúp mình ha. Đó, sau khi cài đặt thì nó để nó cài đặt xong các bạn thì các bạn mở lên giúp mình. Đó, mình sẽ mở cái app này lên, mình sẽ đăng ký tên app luôn các bạn. Đây là cái app cho những bạn mà đây mình sẽ cài đặt cho những bạn mà không có thẻ Sacombank nha. Đó, trước tiên thì các bạn nhấn vô chữ đăng nhập giúp mình ha. Đó, các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vô. Lưu ý số điện thoại này chỉ đăng ký một lần nha các bạn, không được đăng ký tên một thiết bị khác ha. Đây là số điện thoại mình đã cài xong nè ha. Rồi các bạn nhấn tiếp theo. Đó. Thì nó báo là số điện thoại này chưa đăng ký nè. Các bạn nhấn tôi đồng ý nè. Đó rồi đăng ký ngay luôn nha các bạn. Đó. Đây là số điện thoại mới nha. Đó. Thì nó gửi cho mình một cái mã OTP. Thì các bạn nhấn gửi trực tiếp về điện thoại của mình. Một là các bạn mở tin nhắn Sacombank lên. Hai là các bạn nhấn cho đồng ý chỗ này. Đó. Rồi, các bạn sẽ đổi mật khẩu lên nha. Mật khẩu của app này gồm 6 số nha. Bạn nhập hai lần giúp mình ha. Do mình làm mẫu nên mình xin hội nhập 6 số con này luôn. Đó, sau đó các bạn điền họ tên. Họ tên thì các bạn muốn điền sao cũng được. Thì các bạn có thể vào cài đặt hoặc các bạn sửa lại thông tin khi bạn cài đặt xong. Còn ngày nè, tháng năm sinh thì tùy các bạn. Nhưng mà lưu ý là phải chọn trên 15 tuổi nha các bạn. Đó, các bạn tạo những tạo tài khoản mới nè. Đó, nó báo mình đã đăng ký app thành công ha. Cái này là bước đầu tiên cho những bạn mà mới đăng ký nha. Đó, giờ bắt đầu là cái mình thực hiện thanh toán hóa đơn thì các bạn phải vô đây liên kết nè. Nếu như bạn có thẻ thì các bạn vô đây liên kết ha. Đó. Các bạn chọn qua nè, cho phép nó nha. Các bạn chọn qua thẻ Sacombank là đối với những bạn mà có thẻ ATM Sacombank nha. Còn riêng mình sẽ thực hiện video này cho các bạn mà những bạn mà xác minh được tiếng mà không có thẻ nha. Các bạn chọn vào hình người trên đầu nè. Đó, các bạn nhấn vô chỗ này giúp mình hình người nha. Đó, các bạn thấy có chữ xác thực ngay không? Ở trên nè, đó. Cái thẻ mình mới thì chưa có chữ xác thực nên mình sẽ nhấn vô chỗ xác thực ngay. Đó, các bạn nhấn vô chỗ xác nè. Xác thực được tiếng nha. Đó, nhấn vô. Đó thì nó sẽ kêu mình là nó đưa ra như thế này ha. Thì các bạn nhấn vô tôi đã hiểu nha. Nó kêu mình là giấy chứng minh nè, chụp ảnh mặt trước mặt sau ha. Rồi đảm bảo bảo mật đường nét rõ ràng. Đó, mình sẽ xác minh cho bạn ngay. Đó, thì mình sẽ lấy chứng minh ra. Hôm nay mình sẽ làm mẫu nên mình sẽ mượn cái chứng minh của ông bố mình nha các bạn. Đó, bố mình sẽ dùng cái chứng minh này và số điện thoại của ông bố mình luôn để mình xác minh trực tuyến cho các bạn xem nha. Thì tại mình đã có thẻ nên mình không thể xác minh được như vậy nên mượn của bố mình. Đây mình sẽ chụp mặt trước nha, các bạn nhấn vô chụp ảnh nè, rồi các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình. Các bạn nhớ là cho nó lọt vào bên trong nha, đó như thế này đó. Rồi các bạn sẽ lật phía sau của chứng minh lại đó, các bạn chụp mặt sau giúp mình luôn nha. Các bạn canh cho nó đều cái khung ảnh nha các bạn. Đó, rồi các bạn nhấn chụp ảnh luôn. Rồi, các bạn nhấn chữ tiếp theo luôn. Đó. Rồi, cái bước xác minh khuôn mặt ha. Bước xác minh khuôn mặt này thì mình mượn bố mình nha. Chưa nha. Nghe người quay mặt thẳng vô, nhìn vô điện thoại. Ê, thẳng nhìn vô điện thoại luôn. Ừ. Vui lòng. Vui lòng nhắm mắt. Nhắm mắt đi. Đó. Vui lòng nhìn thẳng. Và nhìn thẳng đây, thẳng thẳng.
Nhìn thẳng vô điện thoại nè, đừng nhìn con. Nhìn thẳng điện thoại luôn. Đó. Đây các bạn, nó báo xác minh thành công này các bạn. À, xác minh thành công nha. Đây mình sẽ điền các thông tin nha. Sau khi mình đã xác minh khuôn mặt thành công thì mình sẽ điền đầy đủ thông tin vô. Mà cái này nó đã lưu sẵn cho mình rồi, các bạn chỉ cần điền cái năm sinh thôi. Năm sinh do cái chứng minh nhân dân của bố mình á. Nó không có ngày tháng năm sinh nên mình sẽ điền là ngày 1 tháng 1 nha các bạn. Đó, các bạn điền cái chỗ này chính xác nha. Đó, với cái giới tính nè. Giới tính là quan trọng nhất. Đó, mình sẽ chọn là ngày 1 tháng 1 nha các bạn, năm 1964. Đó. Ok ha. Rồi xong các bạn nhấn ok giúp mình. Đó. Cái ngày tháng năm sinh này rất quan trọng nha các bạn. Nó các bạn phải điền là trùng khớp với cái chứng minh nhân dân của mình nha. Đó, rồi các bạn chọn vô chỗ vô giới tính là nam nhà mình ha. Xong các bạn nhấn ô tiếp theo giúp mình. Đó, sẽ đưa mình tới cái chỗ này nè ha. Nè, nó kêu mình điền chỗ ở hiện tại ha. Thông tin liên hệ nè ha, cho hiện tại. Thì mình ở chứng minh nhân dân ở đâu thì mình điền ở đó nha các bạn. Đó, nhưng bố mình ở Tiền Giang nên mình điền tại Tiền Giang nha. Đó, mình sẽ nhấn vô thành phố trước. À, ở bên trên có chỗ tìm kiếm nè, các bạn nhấn vô hoặc là các bạn kéo xuống, các bạn thấy các bạn điền vô. Nhờ bố mình ở Tiền Giang nên mình có chữ Tiền Giang vô là nó ra nè các bạn. Đó. Rồi, ở huyện nào thì các bạn nhấp vô huyện đấy thôi, ở huyện cái này nè. Đó. Còn xã nào các bạn nhấn vô xã đấy. Như đây là xã Phú Cường, mình nhấn vô xã Phú Cường ha. Rồi cái số nhà thì các bạn có thể tiếp vô chỗ này nè, giống số nhà thường trú luôn ha. Đó. Rồi các bạn nhấn vô ô tiếp theo giúp mình. Rồi. Sau khi nhấn tiếp theo nó sẽ đưa mình tới công việc nè. Công việc thì các bạn ô chọn vô công nhân giúp mình ha. Đó, rồi cái chức vụ thì các bạn để nhân viên là được rồi. Đó. Rồi, các bạn nhấn kéo xuống bên dưới, các bạn điền địa chỉ email của các bạn vô ha. Các bạn lưu ý là phải có địa chỉ email nha. Đó, xong các bạn nhấn tiếp theo. Đó. Thì các bạn sẽ kiểm tra thông tin lại một lần nữa coi chính xác ha. Chính xác thì các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình ha. Đây mình sẽ chọn ô tiếp theo. Thì nó đang chạy nha, đợi nó xác minh nha các bạn. Ok, nó sẽ gửi về cho mình một cái mã OTP như thế này ha. Các bạn thoát ra. Rồi, các bạn vô tin nhắn Sacombank giúp mình ha. Lấy một cái mã 6 số. Đây là một cái mã 6 số từ tin nhắn Sacombank ha. Bạn lấy 6 số cuối cùng bên dưới nè. Có số chữ là có số là 44 ha. Rồi mình sẽ nhập vô. Gồm 6 số nha các bạn. 44 đó, 6 9 3 0. Ok, nó đang chạy nha. Nó báo mình nè. Bạn đã xác minh trực tuyến thành công rồi các bạn. Đây là xác minh cấp 1 nha các bạn. Thì các bạn lưu ý giúp mình á, thì xác minh cấp 1 này á chỉ là giúp cho các bạn là thanh toán hóa đơn ha. Hay là các bạn nạp điện thoại nè. Còn các bạn nào mà hay là thanh toán tín dụng. Còn các bạn nào muốn chuyển tiền thì các bạn phải liên kết thẻ ATM nha. Hoặc các bạn liên kết thẻ ATM thì các bạn mới chuyển tiền được. Đó, ok, thì giờ mình sẽ vô cái app SamBankPay của mình sẽ chuyển cho thử cái app của ông bố mình 10.000 nha các bạn. Đây, cái này là app của mình nha các bạn. Mình sẽ vô chuyển cho ông bố mình 10.000 để bố mình thực hiện mà nạp điện thoại thử coi thành công không các bạn. Đây ha, mình sẽ chuyển thử 10.000. Đây, mình sẽ xác nhận và mình nhập mã Mcode vô. Ok, thì nó báo ta chuyển tiền thành công ha. Để mình mở, mình thoát ra. Rồi mình vô cái app của bố mình ha. Đây là điện thoại bố mình ha. Mình mở lên cho các bạn xem. Đó. Để mình kiểm tra coi nó có tiền vô trong cái app chưa các bạn. Đây, các bạn chọn vô hình người nè. Rồi các bạn nhấn vô quản lý thẻ tài khoản. Rồi các bạn nhập mật khẩu vô. Đó. Đây, các bạn vô thông báo ha. Đây là thông báo nó mới chuyển tiền cho mình ha các bạn. Đây, giao dịch thành công ha. Đây, mình đã nạp tiền vào cộng 10.000 nè các bạn. Đó. Rồi, ok. Giờ mình sẽ vô cái tài khoản SamBankPay của mình thử coi nó có tiền chưa nha. Đó. Chọn vô giao dịch cũng được nè.
Đó, mình sẽ thanh toán cái này thì mình thanh toán thẻ tín dụng được ha, thanh toán hóa đơn được ha, điện nước rồi vân vân như các bạn, chỉ có là nó không chuyển tiền được thôi. Đó, đây mình thanh toán thẻ tín dụng thì các bạn chọn thẻ thôi. Đó, chọn thẻ ngân hàng khác, tại vì app này là đối với bạn không có thẻ nha. Đó, còn các bạn nạp điện thoại, đây là mình nạp điện thoại thử cho các bạn 10 ngày xem nè. Đó, nạp điện thoại rồi các bạn chọn số điện thoại ra, số điện thoại do rồi mình sẽ chọn ô 10.000 các bạn. Đó, mình nạp cho bố mình 10.000 nha, đây là điện thoại của bố mình luôn nha. Đó, các bạn nhập mật khẩu của app vô, mật khẩu app mới nãy mình tạo các bạn 6 số nha. Này ha, thì nó báo nạp tiền thành công nè, nạp 10.000 vào tài khoản vào số điện thoại nè. Đó, rồi các bạn có thể xem chi tiết ở bên dưới ha. Đây nha, nạp tiền thành công, đây là chi tiết nó hoàn tiền lại lại tài khoản app xong rồi bay vô cái app mình nha. Đó, nạp tiền thành công rồi. Như vậy thì mình đã hoàn thành cái bước xác minh thực tiến ha, rồi mình cũng đây để mình kiểm tra tiền cho bạn, thì mình cũng xin kết thúc video ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Các bạn thấy video hữu ích thì hãy like cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn. Đây.